Bên đẹp không khỏi đấy chứ. Không hay rồi. Đi ra em. Về đó. Chị cũng muốn sửa mà không biết sửa chị. Anh chơi làm được cái xe rồi nó xe kia sáng chật đó không không cứ nói ra à thì thấy muốn cái thằng làm với lại để làm chuẩn bị đi Sài Gòn. Em làm lại, em làm cái dáng cho nó. Con bé nó chắc làm lại thì cái mũi răng mà nó bị. Với lại thấy cái sụn lộ ghê luôn á. Qua em làm mặt lại em làm trâu được. Làm đấy. Làm chưa? Em vui lộn. Làm đấy. Có người lộn nên ai lộn em. Làm ra giữa mạch cho. À không. Khi mọi em lộn em mới lộn em. Làm ra giữa mạch cho. Ừ, cái phong nó lột phát đi. Chị vơ, đi rồi. Ai mẫu cái mặt ác với mà thì mở đứa thì lo cũng không mặt ác nè sống hiền thì lo là dễ đi tao ăn này tao được sống lâu chị đâu có hiền đâu thì đó. Ăn không được cái này thì cũng không.
anh Sơn hai người đi vô làm mà bị cảm á, cái một là thấy sơn quay sang là mụn. không làm phẫu thuật nữa là mụn. Em chịu không rồi. Thì em đang làm khách cho xã hội thì em đến nhà con người không? Em khi đang đầu không kìa. Thích như là chuyện mà được em xí. Xong em làm xong bé thấy bà tình kia xong kìa. Em tốt cho mình. Xong mà đâm một trà mới chẳng làm nữa. Một trà trà. Ông cười một tư vấn xong. Sao chết mà làm ra vẫn nhìn thấy bà bé khác bà làm kia á. Nó sợ quá à. Bà kia là chị xác định, làm. Xong nhìn xong chị xác định. Có gì đâu trời. Sao em kêu tại chị nhìn thấy. Đau đau biết đâu. Xong bà kêu là chị dễ nhìn cái tay mỡ đầu đó kia. Ừ. Ok, em ngồi tư vấn gì đó. Phương xí nữa là mái luôn. Bởi khi mà làm á, đừng cho người khác nhìn. Do Phương để ở đây này, bình thường là đừng có cho vô. Vô là không dám làm đâu. Đây là mụn đau hơn luôn rồi. Cố gắng. Rồi. Nếu mà trời đón cái kia. Quay luôn. Cái thổi nó gồm sớm ngoài đời chẳng nó nhiều quá sao. Uống xin ngoài dễ nâu lắm. Uống xin mạc lại không nâu nè, thằng cô chị á. Hồi trước không bị trào ngược á. Uống sữa ngoài là nâu ra vòi luôn. Còn mà uống sữa sữa mẹ là nó không có bị sữa ngoài chắc khỏi tiêu hóa hơn hay sao? Đúng rồi. Lâu tiêu hóa. Đúng rồi. Sữa ngoài là khi bị rời nó tạo cái hình dơ nó nấu ra. Như chưa? Em đầy bụng lắm. Uống đã đời. Em đầy bụng đó. Nâu quá, đầy bụng nâu. Mà lúc nít nâu cũng nguy hiểm, không phải giỡn đâu. Nay lại không có ai nữa chứ trời. Em không hết trơn. Hay mình bị rồi chứ không cũng, chắc cũng dính thì. Mà nó không thành được cái tốt lắm. Cảnh được. Cố gắng. Lình nó sao nó cũng xù xà cục mụn lì. Ừ, nữ nhớ. Nhưng mà né, chị nghĩ né không nổi đâu. Mà né mày. Mình còn tiếp xúc lên không? Chị gặp chị mang khẩu trang không nổi như thế này. Vài mụn nổi không nói. Chị thở không nổi.
tôi nhỉ.